Nhưng trước mắt bây giờ là mình sẽ phải đút nó vào, và cái phần này là phần mình ghét nhất. Vào lỗ chưa? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Từ rất là lâu rồi mà mình chưa gọi là làm review một con ghế gaming nào cả. Một phần tại vì các bạn có thể thấy khoảng tầm 1 năm trở lại đây ấy, thì cái trend ghế công thái học nó lên rất là mạnh, và bản thân mình cũng là nạn nhân của trend đấy. Khi mà khoảng tầm tháng 7 năm nay thì mình có mua một cái ghế công thái học khoảng tầm hơn 3 triệu. Và sau 5 tháng sử dụng ấy thì mình nhận ra một điều nó sướng ấy, thì nó cũng sướng thật đấy. Nhưng mà có một cái đó chính là nếu mà anh em chơi game lâu dài, em lại cần một cái gì đó nó thể thao hơn. Và mình cảm nhận là thời gian gần đây thì cái trend ghế gaming bắt đầu trở lại rồi. Nên là hôm nay mình đến với cả một sản phẩm của một thương hiệu tên nghe rất Dota, đó là Centaur, nhưng mà tên hãng lại rất là LOL là Akali. Và mình có lên website của hãng Centaur, mình có xem sản phẩm ấy, thì thực sự là nó hơi ít chi tiết. Và cái điều động lại duy nhất trong đầu mình ấy, đó chính là liệu hãng này có bị Riot có kiện không khi họ lấy cái tên Valorant, một cái tên mà Riot đã đăng ký bản quyền đặt tên cho sản phẩm của họ. À, cái ghế này nó trọng lượng là 30 cân cái vỏ hộp, nên là rất là nặng. Đây này, gì nhỉ? Trải nghiệm khui hộp bắt đầu từ đây. Và bây giờ mình sẽ dùng cái bộ tool miễn phí này Adrock vừa mới tặng chúng mình quà Giáng sinh xong. Và nó miễn phí giống như cách chúng mình đang giveaway chiếc tai nghe Zitly LH1 vậy. Ultimate nghĩa là tối thượng, cũng như Zitly LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng, nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất. Âm thanh vòm 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game. Pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Hacom đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này. Tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Ban đầu mình nhận thấy là nói chung là đóng hộp khá là cẩn thận. Cảnh báo là không được chạm vào khu vực ngả ghế này. À, chúng ta thấy là không biết là có bạn nào cái trò này thì có thể là mình làm rồi này. Trò này chắc là không ai làm. Cái này em làm đấy. Có người ngồi lên mép ghế rồi nhá. Hai người nhún không được tại vì tải trọng tối đa ghế này là 150 cân thôi. Nên hai người nhún lên là không được này. Để dao kiếm lên gì này? Nằm để bắn súng cũng không. Ông này là còn trượt ván ở trên này này. Trên tao khá là hài hước. Rồi. À, chúng ta sẽ có một cái lớp này, không hiểu để nó đẹp thôi. Chứ cái tấm này nó cũng không tác dụng chịu được là mấy. Ôi, một cái tấm lót rất là to của Centaur. À, đây là một thương hiệu Việt Nam ấy, nhưng mà toàn bộ chữ các thứ là in bằng tiếng Anh hết, dùng xuất khẩu là nhiều thôi. Nhưng mà hơi buồn là chúng ta lại không có tiếng Việt trên này, mặc dù sản phẩm của Việt Nam sản xuất nhá. To help you cảm nhận, nói chung là những cái thông tin scan QR và sau này là hướng dẫn sử dụng. In bằng bìa cứng rất đẹp. Đây, có một cái chân ở đây này. Chân này khá là to. Nhựa này cũng chả được để làm gì, giống như cái tấm nãy. Ủa, đây là hai, đây là lưng ghế này. Thực sự là Centaur họ bọc khá là cẩn thận. Gần như lần đầu tiên mình thấy một chiếc ghế với mức giá dưới 5 triệu mà các bạn được một cái túi ni lông này bọc phần vải bên trong. Nhiều phết. Đây là đệm này, bọc rất là kỹ càng nhá. Cảm tình rồi đấy. Đệm này rất nhiều. Hai cái tay tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện vào sau. Hai cái tay này. Và đây là phần đệm mông ghế. À, mình cảm giác rất là nặng đấy. Và đây là bộ phần điều chỉnh ngả. Chúng ta sẽ có mấy cái chế độ ở trên này là... mấy chế độ ở trên này này. Đây, sẽ để dễ hơn. Chúng ta có chế độ là nâng lên, hạ xuống ghế và... nâng ghế hạ xuống bằng tăng độ ngả, độ bật. Chứ không, các bạn không chỉnh được là độ tiến lên lùi xuống của cái ghế đâu. Các bạn chỉ nâng cao hạ xuống và độ ngửa thôi. Rồi, và hộp phụ kiện 10 điểm. Đóng hộp rất là chắc chắn. À, điểm đầu tiên là chúng ta... bước đầu tiên là các bạn phải... họ bảo các bạn là gắn cái... họ không có bước đầu tiên là phải gắn hai cái tay này vào cái đệm nữa. Họ đầu tiên là vào hình luôn, vào việc luôn, cả cái bộ phải đứng. Đầu tiên là mình nói về cái lớp bọc ni lông đi. Chúng ta không có lớp bọc ni lông đấy trên cả những con ghế Cooler Master 6-7 triệu không có đâu. Centaur sẽ có. Và thứ hai đó chính là cái phần băng dính. Toàn bộ băng dính trên tất cả các đồ đều có logo của Centaur. Và cái hộp phụ kiện thì mình nói là 10 điểm. Đóng rất là ngăn nắp và mỗi cái đều có túi ni lông riêng. Nên là về phần đóng hộp của con này thì chỉ trừ cái phần thứ nhất là các bạn không có một lớp tấm foam và cho để đúng khuôn cho toàn bộ đồ như trên ghế của Racer. Còn lại thì đóng hộp cực kỳ chất. 9 điểm rưỡi.
Vâng, điểm đầu tiên thì trên tao cái bước hướng dẫn họ bảo chúng ta là lắp cái này vào đây. Đây là toàn bộ ốc ở dưới nhá, thì họ bảo là toàn bộ phía dưới được gia cố bằng thép chứ không phải là bằng những cái lớp gỗ thông thường. Và mình thấy ở đây thì phần dưới này nó cũng khá là giống những chiếc ghế gaming ở trước của DX Racer, phần thanh xanh này. Và mình sờ thì cảm giác đệm khá là cứng. Và nó là kiểu đệm farm như kiểu mấy cái memory farm mà gối ấy. Mà gọi là ban đầu sờ vào là sướng, mà ngồi thì tí nữa mình sẽ thử lại sau. Nhưng ban đầu cảm nhận ban đầu sờ vào thì là ngon rồi. Toàn bộ ốc các bạn sẽ không phải mò, toàn bộ ốc được gắn hẳn hết vào đây rồi. Và mình các bạn ốc với lông đen này, thay vì chỉ có một lông đen, các bạn sẽ có thêm cả một cái phần đệm ở đây để tăng thêm lực ép vào nữa để chắc chắn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải lắp cái phần lưng ghế vào. Và sau khi lắp phần này, chỉ cần là bốn cái ốc của giới khá chắc chắn và các bạn có thể điều chỉnh được độ rộng của cái tay này. Nhưng mà các bạn điều chỉnh thì nó sẽ phải hơi khó. Các bạn sẽ phải tháo bốn ốc của dưới, nên là các bạn điều chỉnh sau khi các bạn lắp ghế lên cho nó vừa với người ấy. Và bây giờ là lắp đến cái phần đệm lưng, và nên là kể cả DX Racer hay AK Racing đều không có vết cắt ngọt như thế này cho các bạn ở đây. Kể các hãng khác như DX Racer, AK Racing, cái phần này họ làm vẫn khá là nhiều thứ vải bên trong nó bị tòi đấy. Nhưng mà bây giờ trên tàu ấy, họ còn rất là cẩn thận. Họ sau khi đục xong lớp vải này, họ còn có những dí lửa một ít nữa để nó sun lại, nhìn cái vết lỗ này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Sau khi lắp được cái phần thân trên thì thực sự cái ghế rất chắc chắn nhá, so với cái mức giá là dưới 4 triệu thì cực kỳ chắc chắn. Tại vì cái phần này đều được ốc khá là to chắc, và đều có hai cái lông đen trên một ốc cơ. Và cái bộ khung này mình cảm giác là ấn vào đâu ở đấy, một phần đệm lưng này nó hơi bị phập phồng thôi. Rồi bây giờ đến phần cuối cùng của chúng ta, đó là cái chân. Thì chân này được làm hoàn toàn bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa. Nhưng một số khác, đây có một cái này bên trong chắc là cũng không ảnh hưởng cái đâu, bằng nhựa. Còn lại toàn bộ chân làm bằng khung kim loại và kim loại rỗng, không có phần trợ lực ở bên trong. Nên là nó chỉ tải được tối đa là 150 cân thôi, không tải được hơn. Một vài con ghế cao cấp hơn nó phải tải được khoảng tầm 200 cân. Bốn cái bánh xe ở đây thì mình cảm thấy nó là bánh xe cũng cơ bản thôi, cũng không phải là xịn sò lắm. Chắc là những cái gì xịn nhất họ cho vào ghế hết rồi. Còn mình còn cái bánh xe này thì cũng lại cơ bản. Và cuối cùng là cái phần thủy lực này thì mình không biết nào, mình cày phải dùng một thời gian các bạn biết cơ. Tại mới đầu rất nhiều là con thủy lực nó ngon ấy, nhưng mà một thời gian sau nó bắt đầu bị lún thủy lực xuống. Thì cái này thì một thời gian sau mình dùng thì ổn hay không ổn thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện tiếp theo. Nhưng trước mắt bây giờ là mình sẽ phải đút nó vào, và cái phần này là phần mình ghét nhất. Vào lỗ chưa? Vào rồi đúng không? Rồi. Cuối cùng là hai cái đệm. Chúng ta có hai cái đệm nhỏ. Đệm đây thì chúng ta đệm cổ sẽ không thay đổi được phần độ dài các bạn ạ. Không thay đổi độ dài đâu. Các bạn chỉ có gắn vào đây trực tiếp lên như này thôi. Các bạn chỉ gắn trực tiếp vào đây như này thôi, chứ cũng không chỉnh độ cực. Các bạn sẽ chỉnh một chút được lên xuống này, nhưng mà lên này nó bị ngửa xuống. Nó bị ngửa xuống các bạn ạ. Các bạn để như này tầm này hợp lý này. Và phần đệm lưng chúng ta, đây là cái đệm gối cổ cho các bạn để mỗi đây rồi. Còn lại các bạn không di chuyển được vị trí như nào cả, nó vẫn chỉ để ở đây để vào thôi. Nó giống như con ghế này trước ở studio mình vẫn đang dùng, các bạn chỉ để vào thôi chứ cũng không làm được cái gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi thử đến con ghế này nhá. Các bạn có thể điều chỉnh độ đây nhá. Đầu tiên các bạn có thể chỉnh được lên xuống này. Cái thủy lực ở đây không nói làm gì rồi. Các bạn chỉnh được độ lắc, kiểu độ ngửa ghế kiểu nhún ấy bằng một cái thằng sau này. Nhưng này có hai chế độ như mình nói từ ban đầu ấy, một là lên xuống, hai là nhún. Tay cầm, đây chúng ta có hai cái tay cầm ở đây là có thể lên xuống này. Đây, ngửa vào ngửa ra, cái này thực ra là không cần thiết cho lắm tại vì cũng chả ai dùng những cái đấy cả. Quả chỉ để thẳng này thôi. Tay cầm thì còn nói chung là lên được một khoảng ngắn, và như này mình thấy là hơi ngắn. Và anh có thể để xuống dài này. Đây, lên xuống tay cầm này. Và đấy. Và lên xuống này. Họ có một cái nút đây, chắc là để xoay ngay thôi. Đấy, ba vị trí và lên xuống. Nói chung là những chức năng cơ bản của một con ghế. Và cái việc mà họ làm tay rời này thì nó sẽ khá là chắc chắn hơn cái việc mà họ nối tay từ đây qua đây. Nhưng mà cái giá rẻ ấy, họ sẽ nối thẳng tay từ phần lưng ghế xuống phần đệm chân ghế, nên là nó sẽ hơi bị không chỉnh được là một. Thế nên nó kém chắc chắn là hai này. Và thứ ba là đến phần ngửa ghế, ngả được là đến 180 độ. Và mình cũng
không dám ngả đâu. Anh em nào mà dám ngủ trên ghế này thì cho mình biết nhá. Còn mình thì mình không dám ngủ trên mấy cái ghế kiểu này đâu, nó rất là lung bung biêng. Bây giờ mình ngồi như này nó sẽ là cái tư thế có vẻ như là thoải mái nhất. Và tay mình ở đây là vừa rồi. Với mình là một người 1m78 và 70 tầm 73 74 cân ấy, thì mình ngồi trên ghế này thì cái phần đây này họ bị một cái phần là hai cái phần bên hông này nó hơi nhỏ, nên là đùi mình đang tì vào hai phần này khá là mạnh, nên là nó hơi khó chịu ở phần bắp đùi của mình. Còn lại phần lưng thì cũng khá thoải mái. Phần cổ này đang bị thấp này, mình sẽ phải để kéo cái cổ lên cao. Mình cao 1m78 thì hơi cao. Một vài bạn nữa mình sẽ thử cho vài anh em ngồi để xem thử như nào. Rồi, phần cổ này kể cả khi mình đang kéo lên mức cao nhất thì nó vẫn đang hơi bị thấp ý, các bạn thấy không? Nó đang bị thấp so với mình này. Và khi mình tựa cổ xuống ấy thì cổ mình không vào đây, mà cổ mà dưới gáy hẳn gọi là dưới gần khớp vai mới vào ấy, nên mình phải cầm mình nhấc lên một tí. Nên là nếu mà ở phiên bản sau họ cải tiến được cái này nó chắc chắn hơn, và các bạn chỉnh được cái độ căng của cái dây này giữ chắc chắn ở phần cao ấy, thì sẽ ngồi là thoải mái hơn. Còn bây giờ mình ngồi khi mà mình đang chơi mình muốn ngửa đà phát là hơi khó chịu, mình sẽ phải đẩy lưng lên như này. Còn phần lưng này thì đang vào giữa hõm lưng thì nó cũng khá là ổn. Và bây giờ mình sẽ thử vào xem là chơi game xem là nó có thoải mái hay không nhá. Rồi, hiện tại là mình đang thử với kiểu như các bạn sẽ không bao giờ các bạn ngồi chơi game này, các bạn chỉ ngồi xem phim thôi. Xem phim các bạn ngồi như này. Còn đối với khi mình chơi game ấy thì mình sẽ lúc nào cũng là cái người mình sẽ khá là thẳng một chút, và mình có xu hướng mình dí lại gần vào các màn hình. Thì cái việc tay này của họ, họ để cho mình cái khoảng cách mà đây là một cái bàn 75 phân tiêu chuẩn nhá, nên là mình có thể để lên đến số này là khá là hợp lý này. Và với mình ngồi như này ấy, thì tay mình đang để tựa vào đây và cực kỳ dễ chịu, độ cao nó hợp lý. Đấy, mình có thể di chuyển rất là dễ dàng và tay mình có điểm tựa nó ổn. Đùi thì nó vẫn hơi cấn thôi như nãy mình nói rồi. Và lưng mình đang được hỗ trợ bởi một tấm đệm ở đây, nên là mình đang không hoàn toàn tựa lưng vào bên sau này và sau tấm mà pha này, mà mình đang tựa lưng chủ yếu là vào cái tấm đệm ở đây, nên cái độ thoải mái nó phụ thuộc vào tấm đệm này. Và các bạn nếu mà sau này đệm nó có vấn đề thì các bạn mua tấm đệm này mình nghĩ là còn dễ hơn là việc các bạn thay cả một cái lưng ghế khi mà nó bị hỏng hóc. Cái phiên bản mình đang ngồi có giá khoảng tầm 3,9 triệu và nó bằng nỉ. Ngoài ra có những phiên bản Alcali khác nó sẽ bằng da. Và tại sao mình chọn bằng nỉ? Tại vì mình, ví dụ các bạn cũng giống như mình, không hút thuốc chẳng hạn, hoặc là các bạn mà không ăn uống trên bàn, thì việc chọn bằng nỉ là một cái lựa chọn tối ưu hơn da. Tại giả da, tại vì nỉ các bạn sẽ có gọi là cái độ bền, thời gian nó bền hơn da rất là nhiều. Tại vì da các bạn có bền đến mấy như kiểu của Noble Chair hay là của Aka Racing, DX Racer ấy, một thời gian nó nổ hết, bong chóc hết. Nên là anh em nếu mà nhà không hút thuốc và ít ăn uống thì nỉ là lựa chọn ngon hơn. Còn nếu anh em mà gọi là hút thuốc nhiều, sợ ám mùi và nỉ, tại vì nỉ ám mùi rất kinh mà, anh em nếu hút thuốc nhiều thì có thể lựa chọn các phiên bản bằng da. Nhưng mà cái giá hiện tại phiên bản bằng nỉ và da đều là chung giá là 3,9 triệu. Còn đối với bản thân mình ý, thì đây là một con ghế, nếu mà đầu tiên là xét về phần đóng hộp nhá, thì cái gọi là cái đóng hộp nó đỉnh hơn cái mức giá 3,9 triệu của nó rất là nhiều. Nó giống như con ghế là tầm 7, 8, 9 triệu ấy. Và cảm giác ngồi về chắc chắn nhá, về cái độ chắc chắn thì mình thấy rất là chắc chắn, tại vì những cái ốc và cái lỗ được làm rất là cẩn thận. Và cảm giác ngồi thì trừ cái phần đùi này, đối với mình là 1m78 nặng khoảng tầm là 74 cân, thì phần đùi mình hơi cấn ở đây, và cái phần cổ này do mình cao nên là cái này nó không hoàn toàn tựa được vào cổ của mình. Nhưng mà đấy là với mình thôi, nhưng đối với mình thì con tựa ghế này là 3,9 triệu là rất xứng đáng. Nhưng mà đối với những anh em khác trong studio thì sao, ví dụ như là Kiên hay là Hoàng hoặc những cái kích cỡ cơ thể khác mình, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những con người khác. Đâu, ngồi thử phát nào. Về mình thì chiều cao của mình là 1m75 và mình nặng khoảng tầm 79 cân. 79 cân mà ngồi trên cái ghế này thì vẫn là rất là thoải mái. Với cả với cái mức giá này thì làm bằng chất liệu nỉ thì nó sẽ thoáng, với là nó mát hơn cái chất liệu da. Bình thường mà mình hay ngồi những cái ghế gaming cũ mà bằng da ấy, thì khi mà đến mùa hè nước ở phần đùi ấy, nó chảy ra, thế là sẽ dễ bị rách ở cái phần da. Còn với chất liệu nỉ này thì sẽ chắc chắn là sẽ không bị như thế. Nhưng mà anh Đạt có một cái phần nói đúng là cái này nó cứ tuột xuống dưới phần bả vai ấy, chứ nó không vào phần cổ đây. Nó là vào phần bả vai chứ không phải vào phần cổ, nên là nó cứ bị cấn ở phần cổ á. Nên là các bạn ngồi các bạn sẽ phải kéo lên như này. Còn về phần lưng thì mình thấy ok. Lưng này mình thấy ok. Còn một phần nữa là về cái phần đùi, đó là đúng đấy, với những người có cân nặng từ 75 trở lên ấy thì cái phần đùi khá to, mà ngồi đây thì nó sẽ bị hai cái phần này nó sẽ khiến cho cái phần chân của mình hơi khum vào như này, mình sẽ không ngồi được thoải mái. Cái này thì nếu mà được nhà sản xuất làm thấp xuống đi một tí thì sẽ thoải mái hơn. Ồ, có một cái là
Đây là cái bàn có chiều cao là 75, nhưng mà cái này nâng lên thì nó chỉ đúng vừa đến đây thôi, nên nó hơi thấp so với cả cái chiều tay của mình. Mình bình thường mình sẽ phải nâng cao lên hơn một chút so với cái bàn. Có thể là mỗi người có một cái cách kê tay khác nhau, nhưng mà mình muốn là cái này có thể điều chỉnh cao hơn một tí nữa. Và tất nhiên là cái này cũng là 3D rồi, xoay được nhiều phía. Khi mà mình ngồi chơi game ấy thì mọi thứ khá là ok, nhưng mà đúng là chỉ có cái phần cổ thôi, nó cứ tuột xuống thôi. Hay là do mình chưa kéo chắc lại, không điều chỉnh được cái phần cổ này, khiến cho cái việc mà chơi game bạn sẽ phải luôn luôn phải dựa vào như này để giữ nó này. Bạn sẽ không ngồi như này được. Ví dụ thi thoảng bạn ngồi như này bạn bắn set go giống như Hoàng ấy, tí nữa Hoàng đây bắn set go các bạn xem, thì lúc tựa lại như này cái vướng ngay. Nhưng mà nếu như Hoàng luôn luôn trong trạng thái như thế này thì ok, ngồi rất ok luôn. Ngồi tí nào. Ui, đi đâm phết, thích phết. mà cái đệm này em thấy đánh giá là có vẻ cũng không khó xẹp đấy, khó xẹp khá là tương đối khó xẹp đấy. Foam à? Foam kiểu foam nhớ hả? Memory foam à? À, thế là không giống mấy con đệm dởm dởm rồi, không giống mấy con ghế gaming của ngoài con hết rồi. Con này thì ngồi phát là thấy cái độ kích lực, tức là kiểu như là cái độ bật lại của ghế ấy, kiểu như thế. Mình không biết miêu tả nào, nhưng mà nó không phải ngồi xuống nó xẹp đi mà nó sẽ vẫn bật lại, nhưng mà vẫn êm anh em, kiểu kiểu như vậy đấy. Thì cái mỗi người tìm kiếm một trải nghiệm khác nhau trên một chiếc ghế, mình thì thích sự yêu ái và gọi là ân ái hơn, thoải mái hơn. Thì cái tay này mình không bao giờ dùng, cái này là mình không bao giờ dùng luôn. Là mình chỉ muốn như này, đấy, mình như này, đấy, mình phải ngồi như này, mình không care, mình don't give a fuck ấy. Đấy, mình sẽ ngồi như này, mình ghế mình để cho Thanh ấy. Xong rồi đấy, mình êm mình như này. Thì nếu mà lúc nãy mình cũng có nghe qua anh Kiên là mình ngửa phát nào, ẻo, cày thế, cày. Từ xuống cái cây ấy thì mình là mình 75 đấy, cân nặng cũng 75 luôn, thì ngồi thì cũng có vẻ khá là thoải mái. Hai cái phần bên này thì vừa với cả chân của mình với cả hông của mình, nên là mình thấy khá là ok. Có vẻ như là phần mông dưới mình nó nhỏ hơn so với kia, nên là cảm thấy khá là thoải mái. Về độ cao độ củng các kiểu thì xuống hơi ít nhỉ, xuống hơi ít đúng không? Gọi là tầm lên xuống nó hơi ít, tại vì mình đang quen ngồi cái phòng. Nên là mình thấy xuống nhiều, nhưng mà lên được cao bao nhiêu nhỉ? Đó rồi nào. Ui, lên cao ấy, lên cao nhiều ấy. Đấy, các bạn để trở nên kiểu thật là mạnh mẽ đó, các bạn phải ngồi như này. À, tức là cái phần base của nó cao rồi anh. Ờ, à, nó là công nhận base cao thật. Nhưng mà, ui, sắt rồi anh. Sắt mà. Bao tiền? 3.9 Bao nhiêu? Vãi trưởng, kỹ thế, à thế. Hôm trước anh mua con ghế kia bao tiền nhỉ? Con nào? Cái con mà lắp vào trong bộ đua ấy. Đây là 2.6, 2.7. Ui, anh bán con đấy đi, à không, anh vứt con đấy, anh mua này. Anh thấy tiếc là anh mua con đấy rồi. Tiếc ý. Nhưng mà nếu mà về nói chung nhá, ok, đệm lưng này thoải mái này, đệm cổ hơi dở này, foam ok này, tay mình thích này, không vấn đề gì cả. Độ lên xuống thì mình thấy có vẻ hơi ít chân một chút, nhưng mà với cái độ này á thì chân mình với 1m75 ấy là xuống đất ok chưa, nice nhá. Còn gì nhỉ, ngửa cụp như nào, à ngửa cụp như này được. Từ từ xem mình cụp.